Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Hôm nay thì em sẽ quay lại và gửi đến mọi người một video clip về những cái mẫu sản phẩm DAC. Và video mà hôm nay mà em muốn gửi đến mọi người đó chính là những cái chiếc đầu giải mã trong cái phân khúc dưới 2 triệu đồng cho chúng ta tham khảo và trải nghiệm nhạc số. Thì mọi người cũng biết là với cái công nghệ 4.0 như bây giờ ấy, việc mà chúng ta tiếp cận nhạc số là một cái rất là hiển nhiên. Chúng ta có thể là dễ dàng bắt gặp và nghe những cái file nhạc số ở máy tính này, rồi là điện thoại, laptop. Và việc mà chúng ta trải nghiệm nhạc số đấy qua những cái sản phẩm như là điện thoại và laptop hoặc là TV thì đôi khi nó không được chuyên nghiệp và độc lập bằng việc chúng ta sử dụng một cái sản phẩm rời để xử lý cái nguồn tín hiệu số đấy làm sao cho nó trau chuốt và nó mượt mà nhất và nó chính xác nhất. Đấy, thì việc mà chúng ta tiếp cận đến nhạc số đối với những người mới chơi hoặc là những người có cái mức đầu tư kinh tế cho cái nhu cầu audio vừa phải thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một số những cái đầu giải mã phù hợp trong cái phân khúc 2 triệu đồng tại Bảo Tín Audio nha mọi người. Đấy, thì với những chiếc đầu giải mã này sẽ cho chúng ta có một cái chất lượng nhạc nó tốt hơn, nó chi tiết hơn, cảm giác nghe nó sẽ không có các hiện tượng ù xì hoặc là nổ lục đục như việc chúng ta sử dụng những cái cục chuyển quang thông thường tại nhà của chúng ta nhé mọi người. Đấy, qua đây thì chúng ta sẽ thấy được những cái sự chi tiết nhất định đối với những cái đầu giải mã trong cái phân khúc tầm trung và trung bình này. Đấy, thì việc mà những chiếc đầu giải mã này với cái giá rất là rẻ, rất là hợp lý. Đấy, những cái đầu giải mã mà em muốn gửi đến mọi người ngày hôm nay này. Đây toàn bộ là những sản phẩm mới và những cái model được nhập trực tiếp từ các cái công ty nội địa Trung Quốc tại Bảo Tín Audio nha mọi người. Đấy, những sản phẩm này sẽ đáp ứng được hết tất cả những cái nhu cầu trong phân khúc tầm trung cho mọi người. Tiền mà chúng ta mới sử dụng nhạc số ấy, đang còn băn khoăn hoặc là chưa biết về nhạc số nó như thế nào, cảm giác vẫn còn hoài nghi và muốn trải nghiệm thử những cái model thấp trước rồi sau này chúng ta sẽ nâng cấp, thì model, những cái model hoặc là những cái dòng DAC mà em muốn gửi đến mọi người trong cái video này là những cái sự lựa chọn mà em nghĩ là sẽ hợp lý với mọi người. Chúng ta có thể là trải nghiệm, đấy, trải nghiệm thử xem nhạc số nó sẽ như thế nào qua những cái model này. Hoặc là những ai chơi nhạc với cái nhu cầu nó đơn giản, chúng ta chỉ cần thích cái sự chi tiết rõ ràng ở mức vừa phải đối với mức tiền đầu tư khoảng từ 2 triệu trở xuống là có thể sắm cho mình một cái thiết bị giải mã để nghe nhạc rồi. Đấy là một cái ưu điểm. Khi mà chúng ta sử dụng DAC thì chúng ta sẽ có nguồn nhạc nó rộng hơn, nguồn nhạc rộng hơn, thoải mái hơn. Chúng ta có thể lấy bất kỳ đâu, bởi vì là bây giờ có rất nhiều thiết bị có thể phát cho chúng ta nguồn nhạc kỹ thuật số rồi, từ những cái đầu xem phim, đấy, laptop, điện thoại, TV, rất nhiều những thiết bị có thể xuất cho chúng ta cái nguồn nhạc tín hiệu kỹ thuật số. Và tùy nhu cầu của từng người thì chúng ta sẽ chọn cho mình được những cái đầu giải mã phù hợp. Và những ai mới chơi thì hoặc là với nhu cầu đơn giản chỉ là nghe nhạc trên TV, xem YouTube thì những sản phẩm mà hôm nay trong cái video này em muốn gửi đến mọi người sẽ là những cái sản phẩm chất lượng nhất trong cái tầm giá mà em muốn gửi gắm trong cái video này nhé. Chúng ta sẽ cùng tham khảo và chủ yếu những cái sản phẩm này sẽ đến từ những cái thương hiệu nổi tiếng như là Epic Audio hoặc là Suka Audio, những cái thương hiệu mà những năm gần đây đã có những cái chỗ đứng nhất định ở trong cái thị trường audio của chúng ta. Thì hôm nay em sẽ lần lượt và review cho mọi người những cái mẫu sản phẩm này nhé. Thì đầu tiên chúng ta có phiên bản là DAC NA300. Đấy, DAC NA300 DAC. Đây là một cái phiên bản mọi người dùng nhiều nhất để thay thế những cái cục chuyển đổi quang học. Những cái cục chuyển đổi quang mà khi chúng ta mua TV, Smart TV ấy, chúng ta mua Smart TV người ta sẽ tặng luôn cho chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ phải mua thêm với giá là 1-500.000 đồng. Thậm chí có những cục chuyển quang có giá tận 700-800.000 đồng. Nhưng mà cái chất lượng âm thanh xuất ra khiến chúng ta không hài lòng, bởi vì là thậm chí nó còn kém hơn cả những cái dây 3.5 mà chúng ta cắm từ TV ngày xưa. Nên là mọi người rất thất vọng với những cái cục chuyển quang đấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái cục giải mã chuyên nghiệp này, chuyên dụng này để chúng ta thay thế. Đấy, với việc sử dụng cái NA300 này sẽ cho chúng ta có một cái độ chi tiết nhất định, cải thiện hơn từ 5-10% so với việc mà chúng ta sử dụng cái cục chuyển quang. Và giá của nó thì rất là rẻ. Đấy, giá của nó là rất là rẻ nha mọi người. So với những cục chuyển quang thì nó chỉ đắt hơn có một chút thôi,
và giá của nó là 850.000 nhé mọi người. Chỉ có 850.000 cho một chiếc DAC NA300. Phiên bản này là phiên bản xuất Mỹ của Epic Audio, đã xuất cho cái công ty Naba Acoustic này. Đấy, phiên bản này mọi người dùng rất nhiều. Chúng ta có thể dùng để nghe nhạc, đấy, chuyển đổi tín hiệu nghe nhạc, hoặc là chúng ta trải nghiệm với cái bộ dàn karaoke. Đặc biệt là cái phiên bản DAC này có một cái hay là nó sẽ khắc phục được những cái nhược điểm mà những cái cục chuyển quang gây ra. Thì tí nữa em sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Thì trong cái phân khúc này thì lần này có một cái sự trở lại rất là thú vị mà em muốn gửi đến mọi người. Thì chắc mắt chúng ta, trước mắt chúng ta có một cái model là DAC-X6. DAC-X6 nha mọi người. Phiên bản này thì hãng Epic Audio đã gần như là bỏ mẫu từ năm ngoái rồi, từ khi mà họ ra phiên bản X6 MK2. Tuy nhiên là vì mọi người order rất nhiều, mọi người thích cái sự nhỏ gọn tiện lợi mà không cần tính năng Bluetooth, chỉ cần một cái thiết bị chuyển đổi từ TV xuống thôi, nên mọi người có đặt hàng Bảo Tín và gọi cho Bảo Tín rất nhiều, vì là có rất nhiều nhu cầu. Đấy, thì mọi người thấy là có cầu thì sẽ phải có cung đúng không ạ? Thì em đã liên hệ với Epic Audio và yêu cầu hãng làm lại phiên bản X6 để gửi đến mọi người. Thì hôm nay em cũng về luôn X6 nhé. Em có đặt Epic Audio và em có rất nhiều về những cái mẫu X6 này để gửi đến mọi người. Đấy, để đáp ứng được cái nhu cầu của mọi người thì em đã phải gửi mail cho bên công ty Epic Audio để yêu cầu họ. Và phiên bản này thì tại Bảo Tín Audio hiện tại đang có giá là 1.100.000 nha mọi người. DAC-X6, phiên bản này thì nổi tiếng một thời rồi, chắc là em cũng không cần phải giới thiệu nữa. X3, X6 và X7 là ba cái thương hiệu rất là nổi tiếng một thời cho chúng ta với cái nhu cầu chơi nhạc. Có một cái sự khác biệt lần này mà em muốn gửi đến mọi người, đó chính là em có đặt thêm cho mọi người một model là X6C của Epic Audio. Model là X6C. Đấy, đây là mặt bạc này. Bản này thì có cả màu đen nhé. DAC-X6C. Đây cũng là một cái ẩn số mới này. Phiên bản này thì có gì hot so với X6, đó chính là nó báo được tần số lấy mẫu. Nó báo tần số lấy mẫu, mọi người có thể dễ dàng thấy cho chúng ta là các cái tần số như là 44K, 48, 82, 96 và 192KHz ở đây nhé, mọi người thấy không? Đấy, và báo tần số lấy mẫu. Ngoài ra thì cái volume này nó sẽ không như X6, nó sẽ can thiệp được luôn cho chúng ta cả cổng phía sau AV chứ không phải là mỗi tai nghe nữa nhé. Nó sẽ can thiệp cho chúng ta toàn bộ cái đường xuất của chiếc X6 này, X6C này. Đây là một cái phiên bản nó gọi là cắt Bluetooth của X6 MK2 đấy. Về mên mạch, kết cấu bên trong thì nó khá giống với MK2, chỉ khác mỗi chức năng là nó không có Bluetooth thôi. Đấy, video sau thì em sẽ so sánh X6 và X6C cho mọi người xem, mở cái vỏ hộp của nó ra để chúng ta cùng kiểm tra linh kiện và đánh giá chất lượng của hai model này khi cái sự trở lại của X6 cũng như là X6C nhé mọi người. Và phiên bản X6C này em đang bán với giá là 1.300.000 cho mọi người. Đấy, có thể nói là nếu mà mọi người nhanh tay sở hữu cái X6C này thì là mọi người có thể nói là mọi người là những khách hàng đầu tiên may mắn sở hữu cho mình cái phiên bản X6C này tại Việt Nam nhé. Đấy, đấy là X6C. Ngoài ra thì bản này thì là bản em về có một ít thôi. Đấy, có một ít thôi nên mọi người hãy nhanh tay sở hữu nó. Tiếp theo nữa thì phiên bản rất quen thuộc, chiếc đắc quốc dân của chúng ta, DAC-X6 MK2. Phiên bản này khác với X6C là nó có thêm Bluetooth. Đấy, ngoại hình thì thiết kế khác đi một chút. Thanh niên này thì chất âm khá chi tiết, đánh giá rất đáng tiền trong tầm giá 1.650.000. Đấy, rất nhiều những ai có nhu cầu chơi audio với cái nhu cầu đơn giản hoặc là mới chơi, lựa chọn X6 MK2. Lựa chọn X6 MK2 nhé. Thanh niên này thì không có gì để chê cả, ngoại trừ một cái duy nhất là khi chúng ta tắt đi thì chúng ta sẽ phải vặn lại volume và chọn lại chế độ đầu vào. Bởi vì nó khi mà chúng ta tắt đi thì nó sẽ về lại chế độ Bluetooth nhé. Đấy, thanh niên này có giá là 1.650.000 đồng. 1.650.000 đồng. Và toàn bộ những cái sản phẩm này em gửi đến mọi người là đều được miễn phí vận chuyển và tặng kèm một dây quang của Mỹ nha. Toàn bộ đều miễn phí vận chuyển và tặng kèm một dây quang của Mỹ. Phiên bản này thì có màu bạc nữa, X6 MK2. Lần này em về hàng rất nhiều, với X6 MK2 thì mọi người thoải mái nha. Đấy là phiên bản của Epic. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với một cái đối thủ cạnh tranh của Epic Audio trong các phân khúc này, đó chính là Suka Audio. Vậy Suka Audio lần này thì em sẽ có gì cho mọi người đây? Tiếp tục là sự trở lại của DAC Q4.
Quý 4 sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chúng ta với phiên bản X6 này. Quý 4 sẽ cạnh tranh trực tiếp với X6. Đấy, cạnh tranh trực tiếp với X6 nhé. Cạnh tranh trực tiếp với X6. Và Quý 4 có thêm Bluetooth. Có thêm Bluetooth và có cổng USB đọc trực tiếp. Cổng này chỉ đọc thôi, không giải mã cho mọi người. Đấy. Ngoài ra thì Quý 4 còn có tích hợp cho chúng ta điều khiển. Và một cái hay của Quý 4 là tăng giảm bát chép nữa. Rất nhiều tính năng và sự tiện lợi ở đây. Tăng giảm bát chép, có Bluetooth, đọc trực tiếp USB. Đây là một phiên bản DAC có thể nói đa năng. Cái phiên bản này thì mọi người hay hỏi em là có hay bằng những cái cục chuyển quang như là QVK08 không ấy. Thì em cũng xin trả lời mọi người luôn là Q4 sẽ vượt trội hơn rất nhiều nhé mọi người. Đánh giá với QVK08 là một cái gì đấy nó rất là khập khiễng. Đấy, một cái trải nghiệm rất là khác khi chúng ta sử dụng Q4. Về tinh chỉnh thì nó cũng nôm na như nhau, các cái tính năng thì như nhau, nhưng mà cái chất lượng âm thanh xuất ra thì Q4 sẽ vượt trội hơn QVK08 rất nhiều. Đấy. Và khi mà chúng ta muốn cái chất âm nó chi tiết hơn và nó thật hơn ở Suka, một phân khúc nữa thì chúng ta có là DAC Q5N. Đây là phiên bản với cái độ chi tiết rất cao. Đấy, cái khả năng hoàn thiện của nó rất cao, với mên mạch và linh kiện đều là những cái linh kiện rất là tốt. Mọi người có thể là theo dõi những cái video review của em về những cái sản phẩm này rồi nhé. Ai quan tâm thì cứ comment, em sẽ để lại những cái đường link của những cái sản phẩm này, như là box mên mạch hay là test chất âm, để cho mọi người tham khảo kỹ hơn. Suka Q5N, phiên bản này có giá là 1.600.000. Và DAC Q4 là 1.400.000 nha mọi người. 1.400.000. Còn DAC Q5N là 1.600.000. Cũng có tặng kèm dây quang Mỹ và miễn phí vận chuyển cho mọi người. Q5N này thì một cái tính năng tinh chỉnh chuyên nghiệp hơn. Nếu chúng ta cảm thấy là thích dùng máy tính hoặc là TV chẳng hạn, đấy, thích cái sự chi tiết và khác biệt rõ rệt, thì chúng ta hãy chọn Q5N nhé. Trong phân khúc 24 bit, nếu mà chúng ta chơi cổng quang thì rất khó để tìm được một cái chiếc đầu giải mã nào có cái chất âm nó có thể là vượt qua được DAC Suka Q5N. Đấy. Và trong cái phân khúc này nếu có Bluetooth nữa thì sẽ có một sự lựa chọn tối ưu hơn, đó là Q5 Pro. Có Bluetooth, DAC Q5 Pro giá 1.900.000. Phiên bản này thì là gọi là tốt nhất trong cái phân khúc 2.000.000. Có Bluetooth 5.0. Và phiên bản này thì được nhiều người ưa dùng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là về cái độ chi tiết nó lấy ở cổng quang rất tốt, ngoài ra Bluetooth bắt rất ổn định. Và đặc biệt là Suka thì đối với Q5 Pro thì nó dùng chip Sirius Rx. Em không hiểu lý do vì sao nhưng mà cái giải trầm của nó chắc hơn và nó sâu hơn một chút so với các cái dòng cùng phân khúc. Nên là việc chúng ta sử dụng Q5 Pro cho bộ dàn nghe nhạc cũng rất là hay. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng bên cạnh những cái bộ dàn karaoke là nhiều. Nhiều bộ dàn karaoke. Đấy, để cải thiện cái độ chi tiết của chất lượng nhạc và cái giải trầm của nó thể hiện rất tốt. Đây là một cái ưu điểm của Q5 Pro. Và nó có thêm cái màu bạc như thế này nữa này. Bạc của nó là bạc toàn thân luôn chứ không phải bạc mỗi mặt. Đấy chính là lý do vì sao mà trong cái phân khúc 2 triệu trở xuống thì rất khó có một chiếc giải mã nào có thể là mang lại khả năng tái tạo âm thanh tốt như Q5 Pro cả. Đấy là một cái chia sẻ mà em muốn gửi đến mọi người. Ngoài ra thì với Suka thì khi mà chúng ta tắt bộ dàn đi ấy, thì âm lượng nó vẫn sẽ giữ nguyên cho chúng ta ở những cái lần bật lần sau, và chúng ta sẽ không cần phải chọn lại chế độ đầu vào nữa. Một cái sự tiện lợi ở đây. Và có một cái nhược điểm của Suka là nó không báo tần số lấy mẫu trong cái phân khúc 24 bit này. Đấy, phân khúc 24 bit thì họ không báo tần số lấy mẫu. Cái này thì nếu mọi người chơi với nhu cầu TV thì chúng ta không cần quan trọng lắm cái vấn đề này đâu, bởi vì là nhạc TV thì luôn luôn là 44 hoặc 48 rồi. Nên chúng ta không cần quá quan tâm đến vấn đề này. Đấy, thì đấy là một số những cái model mà em muốn gửi đến mọi người nhé. Thì mọi người cảm thấy là cái sản phẩm nào phù hợp với cái nhu cầu của mình này, phù hợp với nhu cầu của mình, sản phẩm nào mà đang trong cái phân khúc mà mình muốn ngắm đến, muốn sử dụng nó, thì cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn cho mọi người. Dù đó là X6 này, dù đó là DAC Q5N, dù đó là Q5 Pro chẳng hạn, hay thậm chí là DAC Q4, hoặc là DAC X6C đấy, hay là NA300 cũng vậy, và cuối cùng là X6MK2. Đấy, thì tất cả những cái model này, nếu mọi người đang băn khoăn hay có bất kỳ những cái thắc mắc gì về cái khả năng sử dụng của nó cũng như tính năng và kết hợp với bộ dàn của mọi người, hãy cứ liên hệ cho em. Em sẽ dành thời gian chia sẻ và tư vấn cho mọi người làm sao cho nó phù hợp nhất để chúng ta có những cái trải nghiệm ban đầu mới mẻ, những cái trải nghiệm hay về DAC. Đây, để chúng ta có kiến thức, chúng ta có thêm kinh nghiệm về chơi DAC, chơi giải mã để nó phù hợp với cái thời buổi công nghệ bây giờ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.